đang yên thì Tết bánh chưng năm nay không biết nhân gì đây. Vui đâu vào làm việc suốt cả năm, thế nhưng mà chả dư lấy xu nào. Đồ sắm Tết vẫn chưa được gì, nỗi lòng này có ai hiểu được không? Khi xưa cứ Tết thì sướng ghê, lớn rồi bao nhiêu thứ phải lo.